Bữa nay trong cái đường hẻm này thành phố nó đã xuống nó sơn lại hết mấy cái tường giả bậy rồi. Qua thấy cái chiếc xe xuống người ta sơn á. Thì bây giờ ok rồi nha. Giờ mình đang thử cái cọng dây microphone mới mua, hiệu không có hiệu, sản xuất ở phố Tàu nha. Generic thôi mà nghe nó good lắm. Mình mở cái gió lên maximum luôn nè trong xe mà nó cũng không có tiếng ồn nữa. Còn cái cọng dây bữa mua 30 đồng độ hiệu Saramonic á, khi mà mình ngồi trong xe mình quay phim mình sử dụng cái dây này á, là cái tiếng ồn nó tạo ra từ cái tiếng gió trong xe đó, máy lạnh á. Với lại mình chạy, hễ mình leo lên xe mình chạy là nó rè rè. Chỉ có đi bộ ở dưới ngoài đường thì ok thôi, hoặc là ngồi trong phòng trong nhà interview hoặc là làm gì đó không có tiếng động nhiều thì cái âm thanh nó tốt. Cho nên bây giờ mình kết luận là đồ mắc tiền chưa chắc đã tốt nha bà con. Bây giờ đang xài đồ dỏm nè, có 14 đồng cộng dây thôi mà nghe rất là rõ. Bây giờ mình đi ngang thành phố Garden Grove, khu phố Việt Nam là lúc nào cũng đông xe hết. Bữa nay nắng vàng rực rỡ, 69 độ rồi, chút xíu nó sẽ lên tới 85-86, gần 90 luôn nha, là khoảng 2 giờ trưa là 88-90 độ F á, nóng lắm. Mình gửi những cái hình ảnh này cho một số bạn bè mà bây giờ người ta không còn ở trong quận Cam nữa đó, vì nhiều lý do, có người về Việt Nam ở luôn, có người dọn qua tiểu bang khác. Nói chung nhiều lý do lắm, thì mình đi nhiều tiểu bang rồi, mình làm ở nhiều nơi rồi, từ khỉ ho cò gáy cho tới đông đúc thành thị, từ chỗ tuyết lạnh cho tới sa mạc cho tới biển, mình không có thấy chỗ nào mà tốt hơn ở quận Cam nha bà con. Đó là cái nhận xét cá nhân nha. Nay mình đang thử cái microphone thì sẵn mình quay phim ở ngoài đường luôn, đi quay phim ngoài đường cho bà con coi cái cảnh Lý Đô Sài Gòn buổi sáng á. Cái khu phố Việt Nam này một trong rất nhiều khu phố Việt Nam ở tại quận Cam thì lúc nào nó cũng vậy nè. Đó, cuối tuần thì đông hơn, nhìn chiếc xe là biết Việt Nam mình không à. Xe thường thường là Việt Nam đi xe Nhật với xe Honda, còn nâng cấp lên thì là Lexus hoặc là Acura, Infiniti này thôi, Mercedes với lại Audi, mấy cái xe của Đức á. Nhưng bây giờ cái xu thế người ta là ít chạy xe Đức lại rồi, tại xe Đức nó bây giờ nó mắc dữ lắm, với lại nó hư á, hư lẹ bảo trì tốn tiền. Chỉ có người giàu mà không có dư tiền á thì mới chạy xe Đức nhiều. Đằng trước là cái Figway 22 nè, có chiếc xe Vespa nhỏ xíu dễ thương không, con ông nó Việt Nam mới qua đó, nhìn là biết liền. Đeo cái vỏ đó, thường thường dân địa phương ở đây nó ăn mặc sườm xòa giống như mình vậy đó. Các bạn thấy mình ăn mặc sườm xòa là biết là dân địa phương, còn mấy người mà qua mặc đồ hiệu, đeo cái túi giống như Việt Nam á là biết ở Việt Nam mới qua. Chỗ này có máy chụp hình nha, nguy hiểm lắm nha. Chạy qua đây cẩn thận, có máy chụp hình. Thì khu phố Việt Nam này lúc nào cũng đông hết hai chiều luôn. Ở bên tay phải là Freeway 22 này, người ta sẽ lên Freeway 22, người ta đi làm mấy chỗ thành phố khác. Từ chỗ đó mình có thể đi qua tiểu bang Arizona được, bắt qua nhiều Freeway lắm mình, hoặc là đi Las Vegas, hoặc đi về hướng San Diego được. Cái xa lộ này nó đi nhiều hướng lắm nha, ở trên đó đó. Ngày xưa mình tới đây á, cái xa lộ 22 này nó chỉ có hai lane thôi, tức là mỗi bên hai làn xe. Bây giờ nó mở ra tới mỗi bên là 6 làn xe luôn. Có một cái lane carpool, tức là đi hai người trở lên thì mới chui vô đó được. Trường học ở bên tay phải đó bà con, đất rộng lắm. Ở bên đây người ta có cái bảng này ghi Welcome to Lý Đô Sài Gòn nè. Welcome to Lý Đô Sài Gòn, thấy không? Cái Lý Đô Sài Gòn này, cái bán kính của nó là khoảng chiều dài, chiều ngang là khoảng 2-3 mai gì đó, là khoảng 5 cây số. Chiều 5 cây số mỗi cạnh gọi là Lý Đô Sài Gòn nha, cũng lớn lắm nha. Ở bên tay trái đó có quán cà phê Islandet Coffee. Nhiều cô bé dễ thương lắm nha, bán cà phê đó, cà phê vỉa hè đó. Ở đây có khoảng gần 100 quán cà phê vỉa hè giống vậy, lớn nhỏ khác nhau. Mình thích chỗ nào mình đi chỗ đó thôi, với lại bạn bè mình ngồi đông thì mình tới thôi. Cái quán Islandet đó là không có tiền mặt thì mình vẫn có thể mua cà phê được. Mình trả bằng thẻ tín dụng credit card đó, là bao nhiêu người ta cũng bán hết. Còn mấy quán cà phê kia là phải mua trên 15 đồng người ta mới lấy thẻ credit card.
bên tay phải là Lee Sandwich nè. Cái ngã tư này Westminster với Brookhurst có mấy chụp hình nha bà con. Đó, giống mấy chụp hình mà hôm bữa mình quay ở cái chỗ đường Chapman với đường Brookhurst á. Bên tay trái này có cái khách sạn Lido Sài Gòn Inn nè, với lại nguyên cái khu bên đó đồ ăn nhiều lắm. Nhà hàng Vân thì bán bánh xèo một thời gian đó, nổi tiếng, nhưng mà bánh xèo giờ hết ngon rồi. Đó, đây là đường phố tại Lido Sài Gòn. Việt Nam mình không đó, tất cả chiếc xe, 99 chiếc xe ở đây, 99% là Việt Nam mình không á. Mà chạy ở đây cũng nguy hiểm lắm nha, mình phải cẩn thận, nhiều khi mấy bà mấy cô chạy ẩu lắm. Lúc nào mình cũng phải nhường cho phụ nữ nha bà con, mặc dù người ta chạy không có đúng luật, mình cũng phải nhường cho người ta, tại vì mình không muốn người ta đụng mình á. Trước mặt bên tay phải là một cái khu thương mại Việt Nam mình đó, bên đó có nhiều hàng quán lắm, có cơm Tấm Thành, có quán Vĩ Dạ người Huế, ngay góc đường chỗ đó đó, người nào là thích ăn món Huế thì chỗ đó bán ok nha. Thì mình thấy nhiều nơi rồi, mình đi khắp Việt Nam, châu Âu, khắp mấy tiểu bang nước Mỹ, mình không thấy đồ ăn ở đâu ngon bằng ở cái khu Lido Sài Gòn này nha. Mặc dù cái giá ở đây nó mắc hơn, ở bên Houston, Texas thì rẻ hơn một chút, nhưng mà cái thức ăn ở đây nó phong phú lắm. Tại vì người ta học nhiều món mới bên Việt Nam đưa qua, người ta cũng làm ở đây á. Ở đây thì nói chung đồ ăn nó chất lượng với lại nó vệ sinh. Còn những cái ví dụ mình về Sài Gòn đi, hoặc là mấy tỉnh ở Việt Nam đi, thức ăn rất là nhiều nhưng mà nó không có chất lượng nha. Nó có số lượng thôi chứ không có chất lượng. Còn cái nào mà có chất lượng thì nó mắc dữ lắm. Nó mắc gần như là bằng hoặc là hơn ở bên Mỹ luôn. Cho nên cái mức sống của người ta đó, người địa phương người ta làm cái đồng lương thấp, người ta không có thể nào mà mua được những cái món ăn mắc như vậy. Rồi thử microphone thôi nha. Ok, bye bye, gặp sau.